Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ solo squad server ASEAN phiên bản quốc tế nha. Ok, mình lại tiếp tục cắm đầu vào những cái khu ít người. Vâng, sợ chết mà. Bay vào mấy cái khu này nó đỡ bị giết bởi lúc đầu nha em ạ. Tại vì cái phiên bản quốc tế này nó bắn hay lắm. Không phải rơi vào mấy cái khu ít người một lúc đầu thôi. Súng rồi. À đây rồi, thơm quá. Một bé này. Ui rồi ôi, may quá, khẩu vector nó sấy nhanh thế. Vâng. Và bạn ấy đã phải nằm xuống vì sấy vector thiếu một viên chính xác. May quá, tí nữa thì hẹo rồi. Thế là còn một bé nữa thôi. Trời ơi. Mệnh nó cầm vector. Khiếp hồn thật. UMP này sao không nhặt ta? Vâng, nếu mà trên tay nó là UMP thì có khi là mình nằm xuống trước nó rồi. Bò cái gì nữa? Làm gì có ai sống nữa đâu mà bò cho cố làm gì? À, thằng cuối, ok. Kim Mae-yong. Chả có đồ gì. Mấy tay này chắc là đua đòi bay theo mình đây. Cơ bản thì các bạn quen cái phiên bản cũ, các bạn bay làm sao bằng mình được. Cái điều đấy là điều rất khó. Và mình sẽ không bao giờ quên khẩu K98 nằm ở xác thằng này. Sẽ rất nhiều bạn bảo ơ K98 sao không nhặt. Chắc chắn là điều đấy sẽ xảy ra trên Okomen. Ui dồi ôi, 4x nữa này, thơm quá. K Silent 4x. Tầm này là đủ đi chén hết cả khu này rồi. Nhưng mình phải lút qua cái nhẹ, xem có đồ gì ngon không. Ok, vậy là đủ đồ rồi. Chúng ta sẽ đi kiếm người để bắn nhau thôi. Cái gì kia? Trời ơi, liếm luôn. Hay nha. Lấp ló cái gì nữa, ra lút đi. Đúng rồi, bạn ấy đang tiến gần với cái xác. Và bạn ấy đảo như điên. Vâng, đảo như chưa từng được đảo. Vâng, và bạn ấy đã bỏ đi và ăn thêm một viên ca vào đít. Thật là vi diệu. Vâng, một pha xử lý phải gọi là xuất thần. Q chạy ra đảo lút xác. À đủ AKM này. Thơm quá. Vâng, mình sẽ đáp hết những cái phụ kiện không liên quan đi, kiểu nó chật kho đồ. Ok, tính bắn M4 nhưng không nhặt được M4, chúng ta sẽ chuyển sang bắn AK cho nó gắt. Trời ơi, nhặt được thêm combo nữa. Mình tính chạy vào cái nhà này để cam bọn kia, nhưng cơ bản thì trước mắt chúng ta sẽ lút cái nhẹ. Tại vì khi mà vào nhà ấy mà các bạn không lút đồ ấy thì các bạn có cảm thấy tội lỗi với những cái món đồ mà các bạn không lút không? Còn mình thì mình cảm thấy tội lỗi lắm. Nhiều đồ như thế này mà không lút thì nó phí. Chạy qua bên này rồi. Các bạn nhanh quá. Vâng, các bạn nhanh thì mình cũng nhanh. Mình đã lút hết cái nhà này rồi. Trời ơi, một quả sấy mù mắt đấy em ạ. Chọc mù mắt tôi đi. Sao tôi có thể bắn được như thế nhở? Trời ơi, sao mình kênh đam lỗi thế nhỉ? Rõ ràng tầm đấy viên là knock rồi. Cái gì đây? Bắn à? Này thì bắn này. Trời ơi, nhanh tay đấy. Trời ơi, nhảy kìa.
Vâng, đồng đội bị nằm xuống hết rồi. Bạn ấy đang rất là run tay. Vâng, tao run tay lắm. Chúng mày cứ từ từ đã. Bom nè. Né đi. Né nè. Né đi bạn ơi. Trời ơi. Thơm quá. Vâng, các bạn đã nằm xuống hết rồi. Vâng, cứ bảo để tao xử lý cho. Chúng mày cứ từ từ thôi. Vâng, chắc chắn là thằng kia hô kêu cứu nhiều lắm này. Nên bạn ấy mới xử lý không được. Rất là đáng tiếc. Lần sau rồi đồng đội bắn thì đừng có nói nhiều nha. Để cho nó bắn. Cứ kêu cứu. Thằng ôm bụng kêu cứu. Con thằng chết rồi thì nhanh đi. Cứu ngay đi. Ok. Còn cơ bản thì đã clear rồi. Đến phần rút đồ rồi. Hơi xạo Xiaolin một tí. Các bạn thông cảm nha. Mỗi lần giết được người thì mình rất thích Xiaolin. Vâng, lâu lâu mới giết được người mà. Cho mình thỏa mãn cái thú tính đi. Chỗ này nên bắn AKM hay M4 nhỉ? Chắc là AK thì cho nó mệnh. Tại vì mình có combo mà. Nhưng cơ bản thì quả sấy AK lúc nãy là mình hơi phân tâm. Còn nó mù mắt anh em ạ. 8x này. Thơm quá, hèn gì bạn ke vào đầu mình khiếp thế không biết. Bạn ke như thế thì chết con nhà người ta. Bây giờ nên đi đâu nhỉ? Chắc là đi nhặt thính thôi. Cái khu của mình thì clear hết rồi. Chả còn gì. À, cái định mệnh. Mới nói xong có tiếng bắn nhau trong khu mình kìa. Nhưng thôi, chúng ta sẽ đi lấy thính. Thỏa mãn cái niềm đam mê lút đồ. Groza, ok. Quá thơm. Hôm nay thì mạnh quá rồi. Đi lúc thính mà cứ một là Groza, hai là M24. Hai khẩu này cực kỳ ngon. Groza thì nó bá đạo cận chiến, còn M24 thì bắn sniper rất là ngon. Ốp thì càng tốt nhưng ốp thì ít khi ra, thì cũng không mong nó ra nhiều. Mình chỉ cần M24 thôi là đủ ngon rồi. Vì ốp thì nó hơi bị ít đạn, bắn nó hơi bị rụt rè một tí. Bắn lấy top thì không sao, nhưng bắn để được nhiều kill nó hơi rụt rè.
đừng ai em ca vào đầu mình nha. Vâng, đi xuống nước khá là chậm. Tầm này mà bị ke ca vào đầu thì chỉ có chết thôi. Trời ơi, AUG. Ok, fine. Được mỗi cái giáp 3 là ngon. Vẫn ở trong bò này. Khổ thật, không biết đi đâu. Ủa? Hay chưa? Chạy nhanh vậy má. Boss hay là người vậy? Vẫn không ngồi dậy chạy tiếp. Vâng, vợ bạn ấy di chuyển rất là nhanh. Không biết là có phải hack không? Trời ơi, nó chạy nhanh vãi. Thế hồi tình được. Nằm kìa. Ơ? Sao nó không bắn mình nhở? Vô lý. Trời ơi, gặp ma rồi. Chạy thôi. Ừ, xe nó ở đây. Hình như là nó vừa lên. Thằng này người chứ không phải là boss. Trời ơi, nó chạy nhìn vãi. Mà nó thấy mình nó không bắn nhá. Khó hiểu thật. Hello, lạc đường rồi bạn ơi. Vào đầu một viên rồi. Mũ ba thì phải. Trời ơi, team shipper hay nha, team Việt Nam rồi. À, chưa chắc, à, cái team shipper thì có thể là nước ngoài nó cũng đạt được. Nhưng cơ bản thì tự dưng lại run tay. Bắn vào đầu một viên, chỉ cần ke một viên nữa mà tự dưng tay run không ke được. Khó hiểu thật. Ui trời ơi. Nhìn này. Vâng, quả lúc nãy bạn chưa ăn một viên ca vào đầu là do bạn ăn hên đấy. Vâng, tự dưng bắn đúng cái lúc mà nó lúc đồ nó cúi cái đầu xuống. Vâng, anh em lúc đồ quá là nhanh. Cái đầu nó cứ ngúc lên ngúc xuống là mình không thể ke được. Bây giờ cái trình lúc đồ của bạn nó phải đạt vào đẳng cấp mới rồi. Vâng, biến mất khỏi tầm nhìn. Chờ đang cứu. Yeah.
trước mặt này. Lại có thêm một bạn chuẩn bị lạc trôi. Trời ơi, lút đồ. Lút đồ này. Nhiều bạn ngây thơ nhỉ. Vào nhà lút đồ như kiểu là trốn không người vậy. Thôi, đứng im này. Nhìn cái gì vậy? PKC. Trời ơi, cứu quá. Nhìn này. Ơ kìa, cầm khẩu ca sau lưng không bắn. Bắn ít khẩu éo gì vậy? Chạy ra cứu đi bạn ơi. Nó ôm bụng đau lắm rồi kìa. Gì đấy? Một thằng cứu, một thằng bắn cover. Hay nha. Này thì bắn cover này. Nghĩ gì vậy? Trời ơi. Nó cầm khẩu K sau lưng, nó không lôi ra bắn mà nó cầm cái khẩu M4 đi vài. Và cover kiểu đấy thì đồng đội chết là phải rồi. Bọn này bắn khá là hay đấy. Nãy giờ nó giết được rất là nhiều người ở cái khu vực nhà kia. Ở trên đầu mình cũng có người. Nhưng cơ bản thì chúng ta sẽ lo cái bọn này trước. Tại vì bọn này bắn rất là hay. Nếu mà mình đẩy lên ấy thì nó sẽ nhìn được toàn thân thể của mình. Lút cái gì vậy má? Trời ơi, khổ thật. Một cái thời gian nào rồi vẫn còn lút đồ. Như thế bị bắn là phải rồi. Thế này không có ai nhưng sao lại nghe tiếng súng nhỉ? Chắc là xa hơn một tí thôi. Mình sẽ lo cái bọn bên này trước. Rồi cái bọn bên này sẽ lo sau. Tại vì nó cũng đang bắn nhau bên kia mà. Nếu mà mình cố gắng gây thù chuốc oán với nhiều team thì nó sẽ ép sang và giết mình. Lúc đấy xoay sở rất là khó. Có team ốp vào này, biết ngay mà. Rất nhiều team quanh đây. Một bé này. Ok, mình sẽ đợi nó cứu để ke ca vào đầu nó. Cứu đi bạn ơi. Ui. Ui, đông thế. Ui, cái định mệnh. Thôi. Thôi nha. Không chơi đâu nha. Còn cầm UMP mà kéo nguyên cả dòng họ sang thế thì thôi. Khiếp thật. Thôi ơi, cái thằng này. Bọn này giết hết cả team đến đấy thôi à? Vâng, ăn luôn cái thằng bị knock của mình. Cạn lời. Mình phải giết cái bọn này mới được. Không thể tha cho chúng nó. Nó cũng đẩy vào nhà tìm mình. Hay quá. Này thì hổ báo quá cơ. Trời ơi. Report vị trí này. Team BKC đã bị clear. Mình sẽ hốt nhẹ cái mũ 3 và chạy bo luôn nha. Bo khép rồi. Còn mũ 3 khá là quan trọng. Đâu, nó rất là quan trọng. Đỡ được một viên ca. Sẽ kịp thôi. Ok, nãy mình nhớ không lầm thì có một team lúc nãy vừa ăn hiếp mình. Nó khá là gắt. Và có một team thông đít mình lúc mà mình chạy vào nhà ở phía ngoài đồng.
Vâng, thằng nào làm gì mình thì mình nhớ hết, không bỏ sót bạn nào đâu. Thế nhóc cái đầu vào, không nó lại ke vào đầu nữa thì thôi. Thẩy lên này. Ơ nóc chưa vậy? Bắn thế mà chưa nóc á? Rồi thằng SKS ngoài đồng nóc nó rồi. Ok. Úi trời ơi, vãi cả bật tâm ruồi sấy ạ. Cạn lời. Vẫn cứ tưởng ở gần cơ, hóa ra nó hơi xa một tí. Bị mất bà nó một kill rồi. Phí quá. Mình sấy nó yếu rồi, nhưng thiếu một viên nữa là knock thôi. Thằng đấy phải thiếu một viên nữa, tại vì Groza nó là mệnh. Và ít khi bắn Groza nên mình không kê được đam. Tưởng bắn như vậy là knock rồi, nhưng thành ra lại thiếu một viên. Khá là đáng tiếc. Không sao, chúng ta sẽ lấy cái top 1. 16 kill là được rồi. Nếu mà trận này mình bắn không trôn thì có lẽ đã được nhiều kill rồi. Khá là đáng tiếc. Để bọn kia nó cai hết hàng. Chạy này. Không may cho bạn rồi. Trời ơi, cái viên mình nó đẹp thôi rồi. Vâng, viên này mà không lấy được top nữa thì bỏ game. Nấp sau gốc cây rồi. Trời ơi, nấp sau gốc cây là mình sợ á. Ok, top 1. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem đến thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.